Nguyễn Xuân Đánh, quân đội trong say, tổ trọng tài Nguyễn Văn Thanh, Hạ Sĩ Duy, Đỗ Đăng Tiến. Trận thi đấu tiếp theo, tổ trọng tài Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Đức Thọ, Đỗ Đăng Tiến. Ban tổ chức xin nhắc khán giả ở khán đài bên quay camera tắt đèn và lát điện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đẩy lắm nhưng không đẩy được vì nó lực phải trận thi đấu tiếp theo của tổng trọng tài Nguyễn Văn Thanh cùng Nguyễn Phúc Thọ tới lượt kế. Kết quả thắng cuộc.